Xin chào tất cả anh em, hôm nay mình xin giới thiệu với anh em cái dòng chó đen tuyền này. Bố mẹ là xuất xứ ở bên, là kiểu Mexico, mà nó gây bão thời gian qua cho anh em, mà rất nhiều anh em đang hỏi. Thì hôm nay trại mình xin giới thiệu là mình có ba em ở đây, ba em ở đây. Thì các bạn nhìn thấy này, cái dòng chó Mexico này thì lớn thì rất là thân hình to, và thứ hai là hơi chậm chạp hơn cái dòng bé dê bỉ của mình. Thì, nhưng mà anh em nuôi thì là cái về sau này nó lớn thì tầm khoảng 40 cân. Chó thì nhanh anh em thấy đấy, chân tay mặt mũi to và thần kinh thì anh em có thể xem tham khảo qua cái những cái bài test thần kinh của chó mình ở cái clip trước. Thì ở đây thì trại mình thì mùa hè thì mình xin giới thiệu để anh em tiện thể chăm sóc nuôi. Thì mùa hè thì anh em lên chọn chỗ mà nuôi cho rốt chó, thì có thể là chọn những nơi mà nó thoáng, và thứ hai là mùa này thì anh em cho chó uống nhiều nước một chút. Thì thứ hai là cái dòng này, cái lông của chó ấy, nó khoác rất là nóng rồi. Nhìn nó, mình cảm mình đến mình mặc quần áo bây giờ mình cảm giác cũng rất là oi bức rồi. Nên là anh em nên thứ nhất là nuôi là thì ra là chuồng trại thì phải để cho thoáng mát, và chăm sóc chó thì có thể là để cho nó uống chút nhiều chút nước. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi. Còn anh em nào muốn chia sẻ tư vấn thì có thể liên lạc với dưới cái số hotline dưới này, thì mình sẽ có thể tư vấn cho anh em về cách nuôi và chăm sóc thêm về cái dòng chó này nhá. Cảm ơn tất cả anh em.